Nhân dịp đầu năm mới thì kênh Toàn Bán Xe Hơi xin chúc quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và đầu năm mới thì em cũng sẽ tiếp tục về chương trình mua xe của Toyota cho các dòng xe Toyota đang cung cấp tại thị trường Việt Nam. Và đứng cạnh em hôm nay chính là chiếc Toyota Rai, một trong những phiên bản 5 chỗ gầm cao, lăn bánh dưới 700 triệu, được rất là nhiều khách hàng quan tâm và lựa chọn cho các gia đình trẻ cũng như là đi trong thành phố cũng như là việc đi lại ngắn. Thì Toyota Rai hiện tại đang là một trong những chiếc xe được rất là nhiều chị em phụ nữ cũng như gia đình trẻ quan tâm. Và đầu năm mới thì Toyota Rai có cập nhật giá mới từ ngày 1 tháng 1 2023 cho giá mới của phiên bản một tông màu là 552 triệu và phiên bản hai tông màu sẽ là 560 triệu. Và với màu trắng ngọc trai thì sẽ là 560 triệu anh chị em nha, là chính là chiếc đứng cạnh em đây. Thì mình sẽ đi tìm hiểu sơ qua tổng quan chiếc xe Toyota Rai một lần nữa anh chị em nha. Hiện tại Toyota Rai đang được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia và được trang bị khối động cơ 1.0 turbo 3 máy anh chị em nha. Xe sẽ được trang bị hệ thống đèn full LED, có đèn định vị ban ngày và có đèn sương mù bằng halogen, có cảm biến góc ở hai bên anh chị em nha. Toyota Rai thì thiết kế theo sự thể thao, có khoảng sáng gầm xe rất là tốt, với kích thước mâm xe được sử dụng là 17 inch, giúp cho các chị em phụ nữ thích những chiếc xe gầm cao, mẫu nhỏ thì Toyota Rai đang là một trong những lựa chọn tốt nhất của phân khúc này so với những mẫu sedan truyền thống như là Vios hoặc là Accent anh chị em nha. Đó. Về trang bị của nó sẽ là mâm 17 inch, hai tông màu phay sáng đây anh chị em. Về trang bị an toàn của Toyota Rai thì cũng được trang bị rất là nhiều các tính năng an toàn hỗ trợ người lái như là cảnh báo điểm mù ở trên gương anh chị em này. Đây là hệ thống cảnh báo điểm mù trên gương anh chị em nha. Đó. Tay nắm cửa thì sẽ được là mạ chrome, có cảm biến mở vô lăng đây anh chị em nha. Về phần đây là phần về phần đuôi xe của chiếc Toyota Rai. Thì Toyota Rai hiện tại đang được sử dụng đèn hậu full LED anh chị em nha. Đây là đèn hậu phía sau anh chị em này. Đó. Phía sau thì sẽ có những đường dập nổi vuông vắn, giúp chiếc xe trông rất là thể thao và cứng cáp anh chị em nha. Ở đây thì sẽ là phần cốp xe anh chị em. Cốp xe của nó thì sẽ có tấm ngăn giúp cho anh chị em có thể bỏ các hành lý cũng như là vali khi mà đi du lịch xa hoặc là chở các vật dụng cho gia đình của mình anh chị em nha. Mẫu xe này thì hiện tại thì như bản thân em thấy thì đa số các gia đình trẻ, các chị em phụ nữ, những người có nhu cầu đi lại trong thành phố nhiều, đón con thì đang rất là quan tâm vì nó rất là nhỏ gọn anh chị em ạ. Phanh sau thì sẽ được phanh tăng trống anh chị em nha. Đó. Với thời điểm hiện tại đầu xuân này thì bên Toyota Đắk Lắk của em đang có đầy đủ tất cả các màu xe của Toyota Rai có thể giao tới quý khách hàng với những chương trình giá bán cực kỳ rất là hấp dẫn. Thì quý khách hàng nào đang có nhu cầu muốn sở hữu dòng xe này thì hãy liên hệ trực tiếp với em là Toàn, tư vấn bán hàng tại Toyota Đắk Lắk. Số điện thoại của em 0907051539 và rất là hân hạnh gặp anh chị em tại đại lý của chúng em. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở video tiếp theo.